giao tranh tiếp tục tăng nhiệt ở vùng biên giới Nga. Thống đốc tỉnh Belgrade đáp ứng yêu cầu gặp mặt của nhóm xâm nhập. Thêm một phiến quân thân Ukraine tuyên bố tham gia vào cuộc tấn công lãnh thổ Nga. Bỉ, quốc gia thành viên NATO chất vấn Ukraine về vụ xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Các tin tức quốc tế trình yêu khác. Thủ tướng Sunak kêu gọi tăng cường quan hệ Anh-Mỹ trước chuyến thăm Washington. Cựu bác sĩ Nhà Trắng nói sức khỏe của tổng thống Biden là vấn đề an ninh quốc gia. Thái Lan có 5 thành phố sáng tạo được UNESCO công nhận. Nepal xem xét thắt chặt quy định nhằm giảm số ca tử vong trên đỉnh Everest. Cổ động viên Barcelona ăn mừng cúp Champions League nữ. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay để cùng chúng tôi cập nhật những sự kiện nóng đang diễn ra trên thế giới. Thưa quý vị, liên quan đến căng thẳng đang ngày càng tăng nhiệt ở vùng biên giới của Nga giáp Ukraine, thống đốc tỉnh Belgorod Vyacheslav Grabkov cho biết nhóm phá hoại từ Ukraine đã tiến vào một khu định cư trong khu vực vào ngày 4 tháng 6 và có cuộc giao tranh dữ dội với lực lượng Nga ở đây. Trong một bài phát biểu qua video, Ông Glakov nói, trận chiến với các nhóm dân quân vũ trang đang diễn ra ác liệt ở Belgrade. Vị quan chức khẳng định, tất cả thành viên nhóm phá hoại sẽ bị tiêu diệt. Người đứng đầu tỉnh Belgrade đồng thời nhắc đến lời đề nghị gặp mặt của ông Denis Nikitin, lãnh đạo binh đoàn tình nguyện Nga. Ông Glakov nói, những tên phát xít muốn gặp tôi để thảo luận chuyện trao đổi tù nhân. Nếu những lính Nga còn sống, tôi sẽ có mặt tại trạm kiểm soát biên giới ở thị trấn Sebekino từ 17 đến 18 giờ ngày 5 tháng 6. Trước đó, binh đoàn tự nguyện Nga và quân đoàn tự do nước Nga đã công bố video cho thấy các chiến binh của họ đứng cạnh hai tù binh Nga, trong đó có một người bị thương. Lãnh đạo Nikitin của binh đoàn tự nguyện Nga nói nhóm của ông đã tiến vào thị trấn Novaya Tavonjaka thuộc Bengrod và muốn hẹn thống đốc Grabkov tại một nhà thờ địa phương để nói chuyện về việc thả tù binh. Trong khi đó, vào cuối ngày 4 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội và lực lượng biên phòng nước này đã đẩy lùi cuộc xâm nhập mới của nhóm phá hoại từ Ukraine. Theo cơ quan Nga, các chiến binh thân Ukraine đã cố gắng vượt qua con sông Novaya Tavonjaka, nhưng phải hứng chịu đòn đáp trả bằng pháo và buộc rút lui về lãnh thổ Ukraine. Đáng chú ý mới đây, binh đoàn tình nguyện Ba Lan, một nhóm dân quân vũ trang khác cũng chiến đấu vì Ukraine tuyên bố có liên quan đến cuộc tấn công gần đây nhằm vào tỉnh Belgorod của Nga thông báo đính kèm hình ảnh và video bằng chứng được đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội của binh đoàn tình nguyện Ba Lan, dường như đề cập đến cuộc đột kích quận Grey Voron thuộc Bengrod vào ngày 22 tháng 5. Nhóm dân quân cho biết họ đã hợp tác với binh đoàn tình nguyện Nga để chứng minh vai trò của mình trong nỗ lực tấn công lãnh thổ Nga. Binh đoàn tình nguyện Ba Lan công khai đoạn video cho thấy các chiến binh của họ di chuyển trên xe tăng T-72 và trực thăng MI-8 của Ukraine cũng như xe bọc thép HMMVKV của Mỹ. Thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Klapkov, từng đề cập đến sự hiện diện của công dân Ba Lan trong số những kẻ phá hoại. Trên kênh Telegram, vị quan chức kể lại câu chuyện của một phụ nữ, người tận mắt chứng kiến chồng mình, một thành viên của lực lượng tự vệ địa phương, bị sát hại. Theo ông Klapkov, người phụ nữ cho biết cô bị giam giữ bởi một nhóm người, trong đó có người Ukraine, Ba Lan và Mỹ. Chính quyền quan sát khẳng định họ không liên quan đến các chiến binh Ba Lan chiến đấu cho Ukraine. Một số hãng truyền thông Bỉ đưa tin, chính phủ nước này đang lo ngại về các báo cáo gần đây cho rằng vũ khí mà họ gửi tới Ukraine đã được các nhóm dân quân sử dụng để tiến hành cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludin Vajderonder xác nhận với đài truyền hình RTBJ Bộ trưởng Delonder và ngoại trưởng Hadrabeş sẽ liên lạc với chính quyền Kiev và yêu cầu làm rõ vấn đề trên. Theo các nguồn tin, các đợt viện trợ vũ khí của Bỉ đến Ukraine đều kèm theo tài liệu nêu rõ thiết bị quân sự do nước này cung cấp chỉ có thể được phân phối cho lực lượng vũ trang chính quy để bảo vệ lãnh thổ và người dân Ukraine. Truyền thông Bỉ nêu đích danh quân đoàn tự do nước Nga và binh đoàn tình nguyện nga, hai nhóm dân quân do Kiev hậu thuẫn được cho là sở hữu vũ khí phương Tây. Quân đoàn tự do nước Nga và binh đoàn tình nguyện nga lên tiếng chịu trách nhiệm cho một số cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga hồi tháng 3 và tháng 5. Theo hình ảnh do các chiến binh và phía Nga công bố, những nhóm này đã sử dụng phương tiện bọc thép của Mỹ và Ba Lan, cũng như súng trường do Bỉ và Cộng hòa Séc sản xuất. Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ nghi ngờ về tính xác thực của những hình ảnh trên. Tuy nhiên, tờ Washington Post cuối tuần qua trích dẫn nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ cho biết, các thành viên nhóm dân quân đã sử dụng vũ khí và thiết bị hạng nặng được phương Tây cung cấp cho Kiev trong cuộc xâm nhập vào tỉnh Belgorod của Nga vào cuối tháng trước một số tin tức đáng chú ý khác về xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã cảnh báo rằng nhiều binh sĩ Ukraine có thể thiệt mạng khi Kiev tiến hành phản công, nếu thiếu vũ khí do phương Tây cung cấp. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Wall Street Journal, ông Zelensky cho biết Ukraine đặc biệt cần nhiều hệ thống phòng không Patriot hơn từ Mỹ Hệ thống phòng không Patriot bao gồm bệ phóng, một radar và trạm điều khiển đã được Mỹ chuyển giao cho Ukraine và được Kiev sử dụng để bảo vệ các thành phố và binh lính của mình ở tiền tuyến trong nhiều tuần qua. Hiện tại, ông Zelensky cho biết Kiev đang có ít nhất hai khẩu đội tên lửa Patriot, nhưng nói thêm rằng ông muốn có khoảng 50 khẩu đội. Patriot là hệ thống duy nhất có khả năng đánh chặn một số tên lửa tiên tiến mà quân đội Nga phóng. Ông nói, nhiều binh sĩ của chúng tôi sẽ phải thiệt mạng. 50 khẩu đội Patriot sẽ giúp cứu sống binh sĩ của chúng tôi, khi được hỏi liệu ông có nghĩ ukraine sẽ thành công trong cuộc phản công hay không ông zelensky cho biết ông tin rằng kiev có thể giành chiến thắng trước moscow ông cũng lưu ý rằng ukraine đã sẵn sàng khởi động chiến dịch phản công nhưng cho biết có thể sẽ mất một khoảng thời gian để đạt được chiến thắng ông nói tôi không biết sẽ mất bao lâu thành thật mà nói việc phản công có thể sẽ diễn ra theo nhiều cách hoàn toàn khác nhau nhưng chúng tôi sẽ phản công và chúng tôi đã sẵn sàng chúng tôi tin tưởng mình sẽ thành công các tín đồ chính thống giáo Nga vào hôm mùng 4 tháng 6 đã cử hành lễ Chúa Ba Ngôi cùng với bức vẽ Chúa Ba Ngôi nổi tiếng nhất của Nga. Bức vẽ này gần đây đã được chuyển từ một viện bảo tàng đến nhà thờ chính thống giáo Nga theo lệnh của tổng thống Vladimir Putin, bất chấp sự phản đối từ phía bảo tàng. Bức vẽ Trinity, Chúa Ba Ngôi của họa sĩ Andrei Rublev đã được lưu giữ tại bảo tàng Tretyakov của Moscow từ những năm 1920 quyết định đột ngột của Tổng thống Putin về việc bàn giao biểu tượng đặc biệt từ thế kỷ 15 này của Nga cho nhà thờ đã được đưa ra, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ những người làm việc trong bảo tàng Chet Yakov. Những người này cảnh báo rằng bức vẽ này rất dễ vỡ và cần được bảo dưỡng thường xuyên để tránh bị hư hại. Thượng phụ chính thống giáo Nga Kirin đã chủ trì một buổi thờ phụng tại nhà thờ vào hôm 4 tháng 6 vừa qua với sự tham dự của hàng trăm tín đồ, trong đó có một số quan chức. Cuộc tranh cãi về bức vẽ tiếp tục nổ ra khi thượng phụ Kirin tuyên bố rằng nhà thờ sẽ giữ bức vẽ này trong một năm. Các nhà quan sát nhận thấy việc ông Putin ra lệnh chuyển bức vẽ đến nhà thờ bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của các nhân viên bảo tàng đã phản ánh mong muốn của ông nhằm tăng cường quan hệ với nhà thờ khi nhà thờ đã ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Chuyển sang các tin tức quốc tế nổi bật khác. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 4 tháng 6 cho biết Thụy Điển đã hoàn thành nghĩa vụ với Thổ Nhĩ Kỳ trong việc củng cố luật chống khủng bố. Việc củng cố luật sẽ dọn đường cho Thụy Điển trở thành thành viên của Liên minh. Sau khi gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Stoltenberg đã được hỏi rằng liệu Thụy Điển có thể thành công gia nhập Liên minh trước hội nghị thượng đỉnh giữa tháng 7 ở Vilnius, Litva hay không. Ông trả lời với các phóng viên rằng vẫn còn thời gian để biến điều đó thành hiện thực. Ông cho biết cơ chế chung để Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về hợp tác giữa ba nước sẽ được bàn bạc vào ngày 12 tháng 6. Ông nói thêm, tôi mong muốn hoàn tất việc gia nhập của Thụy Điển càng sớm càng tốt. Phần Lan đã gia nhập liên minh vào tháng 4 năm nay. Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã yêu cầu Thụy Điển thực hiện các bước bổ sung để chấn áp hoạt động của các nhóm người quốc ở nước họ và đã nổi giận khi nhóm người này tổ chức các cuộc biểu tình chống Thổ Nhĩ Kỳ. Vào hôm 4 tháng 6, hàng trăm người đã tập trung tại trung tâm thủ đô Stockholm để biểu tình phản đối việc Thụy Điển gia nhập NATO. Nhiều người trong số họ mang cờ của Đảng Công nhân Người Quốc. Cuộc biểu tình nổ ra sau khi Thổ Nhĩ Ký yêu cầu Thụy Điển ngăn chặn việc nhóm người này biểu tình. Cũng trong ngày 4 tháng 6, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã kêu gọi xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ trước chuyến thăm của ông tới Washington. Dự kiến trong chuyến thăm lần này, ông Sunak sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng và giao lưu với các lãnh đạo doanh nghiệp và các nhân vật chính trị của Mỹ. Chuyến thăm của ông Sunak trùng với sự kiện Ngày Hữu nghị Anh-Mỹ lần thứ hai. Ngày Hữu nghị sẽ được tổ chức với sự hợp tác của Đại sứ quán Anh. Sự kiện này nhằm thúc đẩy tình bạn và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia. Ông Sunak nhắc lại tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Anh. Ông nói rằng, Mỹ là đồng minh thân cận nhất của Anh, hai quốc gia là đối tác ưu tiên hàng đầu của nhau trong mọi vấn đề, từ việc đảm bảo an toàn cho người dân đến phát triển nền kinh tế. Thủ tướng Anh cho biết, điều quan trọng là phải thúc đẩy mối quan hệ bền chặt với Tổng thống Biden và chính quyền của ông. Ông nói, việc một thủ tướng Vương quốc Anh tạo dựng mối quan hệ thân thiết và thẳng thắn với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là rất quan trọng. Trong mọi vấn đề toàn cầu, bạn sẽ thấy chúng tôi luôn sát cánh bên nhau. Chuyến thăm chính thức Nhà Trắng của ông Sunak dự kiến vào hôm thứ Năm ngày 8 tháng 6. Đây không phải là cuộc gặp đầu tiên của ông với ông Biden. Hai nhà lãnh đạo trước đó đã gặp nhau ở thành phố San Diego, thành phố Benfart và tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima. Trong chuyến công du đến Mỹ lần này, ông Sunak cũng sẽ có bài phát biểu trước các giám đốc điều hành Mỹ. Điều này cho thấy quyết tâm của ông trong việc tăng cường quan hệ kinh tế với Mỹ. Chính quyền Biden đã bày tỏ ý định sử dụng cuộc họp sắp tới làm diễn đàn thảo luận các vấn đề chính như hỗ trợ Ukraine và bảo vệ thỏa thuận thứ sáu tuần thánh ở Bắc Ireland. Chuyến thăm này cũng sẽ có phần diễu hành bằng máy bay của các đơn vị quân đội Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Mọi người cũng được xem các màn trình diễn độc đáo của đội quân nhạc Hoàng gia Anh và các tiếp mục âm nhạc đẳng cấp thế giới của Washington, Toronto, Mỹ. Tất cả các tiết mục này sẽ làm tăng thêm không khí cho ngày hữu nghị Anh-Mỹ lần thứ hai. Theo trang tin Ả Rập, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Úc Tim Watts đang chuẩn bị cho chuyến thăm Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE và Băng. Mục đích của chuyến công du này là nhằm mở rộng chính sách đối ngoại của Úc và xây dựng mối quan hệ đối tác toàn cầu. Ông Watts đã phục vụ trong chính phủ của ông Albanese từ năm 2022. Ông nhấn mạnh rằng sứ mệnh của ông ở Trung Đông là xây dựng quan hệ đối tác quốc tế để giải quyết những thách thức toàn cầu. Trong chuyến công du này, ông sẽ thảo luận các vấn đề an ninh quốc gia và khu vực cũng như cách thức tăng cường mối quan hệ kinh tế. Trước khi thăm Ả Rập Xê Út, ông sẽ tới Liban để thảo luận về việc tiếp tục hợp tác chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia. Ông hy vọng sẽ thảo luận về những thách thức và cơ hội kinh tế với quốc gia này. Ông cũng tìm kiếm thông tin cập nhật về cuộc điều tra vụ nổ cảng Beirut năm 2020. Trong thời gian ở Ả Rập Xê Út, ông Was sẽ tham dự hội nghị cấp bộ trưởng của Liên minh toàn cầu chống lại Daesh Des là chữ viết tắt mới xuất hiện ngày càng nhiều trong truyền thông của thế giới, thay thế cho khái niệm IS, tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng. Trong hội nghị, ông Watts dự kiến trao đổi quan điểm về an ninh khu vực với các đối tác trong liên minh. Hội nghị lần này được xem như một phần của nỗ lực quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông Watts nói, Úc và Ả Rập Xê Út có một mối quan hệ quan trọng được củng cố bởi quan hệ thương mại mạnh mẽ. Cả hai quốc gia đều là thành viên của G20 và có sự gắn kết về văn hóa và tôn giáo sau thời gian ở Ả Rập Xê Út, ông sẽ đến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ông cho biết các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một đối tác quan trọng và là trung tâm kết nối người dân Úc và hàng hóa của Úc với thế giới. Ông was xem chuyến thăm này là cơ hội để cảm ơn Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vì đã nỗ lực hỗ trợ người Úc sơ tán khỏi Sudan. Ông nói chuyến thăm này sẽ là cơ hội để cảm ơn cả hai chính phủ vì đã hỗ trợ người dân Sudan và nỗ lực chấm dứt xung đột. Ở Mỹ, ông Ronnie Jackie, cựu bác sĩ Nhà Trắng và cũng là một thành viên Đảng Cộng Hòa, đã cáo buộc Nhà Trắng phạm tội sơ xuất vì để Tổng thống Joe Biden tái tranh cử trong tình trạng suy sụp về mặt thể chất lẫn tinh thần. Trong cuộc phỏng vấn của Fox News, ông Jackie, người từng là bác sĩ Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump và Barack Obama, nêu rõ Tôi không muốn nghe về những kỷ lục. Tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng người đàn ông này không có đủ tinh thần và thể chất để trở thành Tổng thống của chúng ta. Bình luận được ông Draghi đưa ra sau khi ông Biden bị trượt chân ngã khi rời sân khấu tại buổi lễ tốt nghiệp của Học viện Không quân Mỹ ở Colorado vào tuần trước. Mặc dù Nhà Trắng khẳng định ông Biden ổn và bị vấp bởi một bao cát, nhưng đoạn video quay lại buổi lễ cho thấy nhà lãnh đạo từ ban đầu đã cần sự chỉ dẫn để tìm đường lên sân khấu. Cựu bác sĩ Nhà Trắng Draghi từng nhiều lần cảnh báo về sức khỏe tâm thần của ông Biden. Ông cũng cho rằng vị Tổng thống 80 tuổi đang đưa chúng ta đến gần hơn một cuộc chiến toàn diện với Nga và Trung Quốc. Theo một cuộc thăm dò gần đây của NPR, 62% người Mỹ được hỏi cho rằng sức khỏe tâm thần là trở ngại đối với vị trí Tổng thống của ông Biden. Trong số này có 36% là đảng viên dân chủ. Trong bài thành lễ hôm Chủ nhật ngày 4 tháng 6 vừa qua, Đức Giáo hoàng Francis đã thể hiện sự gần gũi đối với những nạn nhân của vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc nhất ở Ấn Độ trong hai thập kỷ, khiến ít nhất là 275 người thiệt mạng và gần 1.200 người khác bị thương trước hàng nghìn người tại quảng trường Thánh Peter của Vatican, Đức Giáo Hoàng nói, ta cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra cách đây hai ngày ở Ấn Độ. Ta chia buồn với gia đình và người thân của họ. Xin Chúa chào đón linh hồn của những người đã khuất vào vùng đất của người. Tối hôm mùng 2 tháng 6, một tàu chở khách đi sai đường dây đã đâm vào một tàu chở hàng đỗ gần nhà ga Bahanagar Baja ở thành phố Balasore, bang Odisha, miền đông Ấn Độ, sau cú va chạm, nhiều toa tàu của đoàn tàu khách bị lật, chắn ngang đường dây bên cạnh, làm chật bánh một tàu chở khách khác đang di chuyển ngược lại. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố tín hiệu dẫn đến việc đoàn tàu khách đi vào đường dây nhánh thay vì đi vào đường dây chính. Đường sắt Ấn Độ phần lớn do công ty quốc doanh điều hành và là mạng lưới đường sắt lớn thứ tư thế giới, vận chuyển hơn 13 triệu người mỗi ngày. Thưa quý vị, mùa leo núi năm nay tại Everest là một trong những mùa leo núi nguy hiểm nhất trong nhiều năm qua với hơn 10 người thiệt mạng. Một hướng dẫn viên leo núi kỳ cựu tại đây cho biết những người tổ chức đoàn thám hiểm không đủ kinh nghiệm là một trong những nguyên nhân khiến các tai nạn tại Everest gia tăng. Có ít nhất 12 người leo núi thiệt mạng và 5 người mất tích trên đỉnh Everest cao 8.849m trong mùa leo núi chính năm nay. Đây là mùa leo núi nguy hiểm nhất kể từ khi động đất gây ra trận lở tuyết khiến 18 người thiệt mạng vào năm 2015. Ông Guy Cotter, 69 tuổi, là một hướng dẫn viên nổi tiếng đến từ New Zealand. Ông đã leo lên đỉnh Everest 5 lần. Ông cho biết, những khách hàng không đủ sức khỏe và những người điều hành ít kinh nghiệm là một trong những nguyên nhân. Ông nói, khách hàng nên đạt tiêu chuẩn leo núi tối thiểu và phải chứng minh được họ từng leo núi trước khi đến với Everest. Các quan chức chính phủ Nepal cho biết, có ba người lao núi dân tộc Sherpa đã thiệt mạng khi băng ập xuống họ ở vùng thấp của ngọn núi vào tháng 4 năm 2023, trong khi những người còn lại chết vì bệnh tật hoặc kiệt sức. Nepal đã ra quy định về việc lao núi Everest và các ngọn núi khác của dãy Himalaya, chẳng hạn như yêu cầu mọi người phải có giấy phép. Tuy nhiên, ông Kotter cũng cho biết, những tổ chức hướng dẫn khách lên núi cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về thiết bị và nhân viên. Ông Cotter cho biết, nhiều người tổ chức đưa khách lên Everest nhưng không hiểu cách tránh sự cố, và khi tai nạn xảy ra, họ không có sẵn các quy trình để giải quyết. Ông Bijan Karala, một quan chức thuộc Bộ Du lịch chịu trách nhiệm giám sát việc leo núi, ông cho biết chính phủ đang xem xét ban hành thêm các quy định. Nepal đã cấp đến 478 giấy phép leo núi Everest trong năm nay và hàng trăm người đã lên tới đỉnh núi. Theo phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, Anucha Burapa Chasri, UNESCO đã công nhận 5 thành phố sáng tạo ở Thái Lan. Các thành phố này đã có những sáng tạo trong các lĩnh vực như ẩm thực, thủ công, nghệ thuật dân gian và thiết kế. Phuket lần đầu tiên được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo về ẩm thực vào năm 2015 nhờ các loại thực phẩm truyền thống của nơi này. Những cách chế biến độc đáo của nơi đây được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ông Anucha cho biết, ngành công nghiệp thực phẩm địa phương mang lại cho tỉnh đảo doanh thu ước tính 3,6 tỷ đô la mỗi năm. Trường Mai được UNESCO công nhận về hàng thủ công và nghệ thuật dân gian vào năm 2017. Tỉnh này nổi tiếng là nguồn cung cấp đồ thủ công bằng gỗ cũng như đồ gốm, lô và bạc. Bangkok đã được UNESCO trao danh hiệu về thiết kế năm 2019. Các kiến trúc ở thành phố này có sự pha trộn giữa thiết kế cổ điển và hiện đại. Kiến trúc nhà ở của người dân cũng rất đa dạng. Cũng giống như Trường Mai, Sukhothai được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo của UNESCO về phương diện đồ thủ công và nghệ thuật dân gian. Tỉnh này tự hào có hơn 1.300 nghệ nhân làm việc trong các cộng đồng nghề. Họ làm các công việc như dệt vải, làm đồ gốm, các loại trang sức bằng vàng và bạc và đặc biệt là đồ gốm sứ Sankhalop truyền thống của Thái Lan. Pechaburi đã được UNESCO công nhận là thành phố ẩm thực sáng tạo vì các công thức nấu ăn truyền thống rất đa dạng của nơi đây. hàng nghìn thành viên của cộng đồng LGBT và những người ủng hộ họ đã tham gia cuộc diễu hành cầu vồng tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào ngày 4 tháng 6 để kêu gọi hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và công nhận quyền nhận dạng giới tính. Đường phố trung tâm Bangkok ngập tràn trong không khí rộn ràng của cuộc diễu hành cầu vồng được tổ chức lần thứ hai ở xứ Chùa Vàng. Những người tham gia mặc trang phục sạc sỡ và trang điểm cầu kỳ. Một người tham gia 25 tuổi chia sẻ, hôm nay tất cả chúng tôi có mặt ở đây để kêu gọi sự đa dạng hóa và bình đẳng người đứng đầu Bangkok cha Sitipun cho biết hơn 50.000 người đã tham gia sự kiện năm nay, nhiều hơn gấp đôi năm ngoái. Thái Lan có một trong những cộng đồng LGBT cởi mở nhất châu Á. Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động chính trị cho rằng luật pháp và thể chế truyền thống của Thái Lan vẫn tồn tại sự phân biệt đối xử với thành viên LGBT và các cặp đồng giới. Đến với những chuyển động thể thao quốc tế, thưa quý vị, siêu sao Thụy Điển Alatan Ibrahimovic đã thông báo kết thúc sự nghiệp ở tuổi 41 sau trận thắng 3-1 của AC Milan trước Verona ở vòng cuối Serie A mùa giải 2022-23 vào dạng sáng nay mùng 5 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Hợp đồng của Ibrahimovic với AC Milan sẽ hết hạn vào cuối tháng này và sẽ không được gia hạn trong mùa giải 2022-23. Tiền đạo Thụy Điển đã liên tục dính chấn thương anh phải ngồi ngoài trận đấu cuối cùng mùa giải của Milan vì chấn thương bắp chân vào tháng trước. Ngôi sao 41 tuổi đã không thể giấu được sự xúc động ở buổi lễ chia tay sau trận đấu. Phát biểu trước người hâm mộ trên sân San Siro, Ibrahimovic nói: "Tôi nói lời tạm biệt với trái bóng, nhưng không phải với các bạn. Anh chia sẻ Milan như gia đình thứ hai của anh và anh sẽ dành thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống trước khi đưa ra quyết định cho chặng đường tiếp theo." Ibrahimovic bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại câu lạc bộ Monmo FF ở quê nhà vào năm 1999, trước khi gia nhập các đội bóng hàng đầu châu Âu gồm Manchester United, Inter Milan và Barcelona. Ibrahimovic có hai lần khoác áo Milan, 2011-2012 và 2020-2023. Anh cùng đội bóng giành hai danh hiệu Serie A và một siêu cúp Italy. Trong màu áo quốc gia, Ibrahimovic là cỗ máy ghi nhiều bản nhất cho đội tuyển Thụy Điển với 62 bàn sau 121 trận. Anh từng có 11 lần được bầu làm cầu thủ Thụy Điển hay nhất năm với 10 lần liên tiếp từ 2007 đến 2016. Hàng nghìn người hâm mộ của Barcelona hôm 4 tháng 6 đã tụ tập ăn mừng khi đội nữ câu lạc bộ trở về với chiếc cúp Champions League thứ hai trong 3 năm. Đội trưởng đội nữ Barca, Arcelia Putellas đã dơ cao chiếc cúp trên ban công của trụ sở tòa nhà chính quyền thành phố Barcelona trước khoảng 3.000 cổ động viên. Trước đó một ngày, những cô gái Barca đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Wolfsburg với tỷ số 3-2 trong trận chung kết. Họ đã bị đội bóng Đức dẫn trước 2-0 khi hiệp 1 khép lại. Trở lại trong hiệp 2, những nhà vô địch La Liga F đã nhanh chóng gỡ hòa sau cú đúp của Pachi Guggero ở phút 48 và 50 Đến phút 70, hậu vệ trái Fridolina Ronfo ấn định chiến thắng 3-2 cho Barca. Qua đó đội bóng xứ Catalan giành lại ngôi vô địch Champions League nữ từ tay Lyon sau một năm. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.